đến với buổi workshop ngày hôm nay, quý vị khách mời sẽ được hướng dẫn làm sao để tạo dựng hình ảnh trên Facebook một cách đẹp hơn, tinh tế hơn, làm sao để tạo nên được những bức ảnh thật là đẹp, thật là xuất sắc, thật là thần thái, học cách selfie và làm sao để mình có thể truyền tải được những cái thứ xung quanh cuộc sống của mình một cách hiệu quả hơn trên Facebook. Phụ nữ luôn hạnh phúc, luôn vui tươi, lan tỏa nhiều năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Hãy nhớ trở thành những bông hoa tươi đẹp nhất.